Hi, xin chào các bạn. Bé Shop xin giới thiệu các bạn một mẫu chuồng gỗ mặt kính để nuôi bò sát, nuôi rùa nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ xem cùng khám phá cái hồ này. Đây, kích thước của này là 40 và cao 20 nha các bạn. Sâu vô sẽ là 30 cm. Có công tắc đèn sẵn luôn. Đấy, chọn bộ có mặt hai lỗ thông khí bên hai bên, có một cái hang cửa kính lùa nha các bạn. Đấy, thậm chí là cái hang này có thể mở ra được luôn. Các bạn để xoay, chúng ta có cái bát gãi đây, xoay mở ra để dọn vệ sinh rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn có thể để thật chân ngang luôn để chia làm hai khu. Đấy, rùa có thể qua đây ngủ cũng được, rất là vô cùng tiện lợi nha các bạn, dễ dàng vệ sinh, miếng kiến có thể tháo ra được luôn. Đấy, lát hồi mình sẽ bỏ thêm các bé khác vô cho các bạn coi cho dễ nha. Chúng ta đang xem phù hợp cho một chú rùa. Các bạn có thể lót cái bằng này bằng gỗ thông nè, nói chung là dùng để nuôi rùa bò sát thì nó sẽ sạch. Các bạn cũng có thể nuôi nhím hoặc hamster cũng đều được. Đấy, là chú rùa Nga. Size này size có tầm khoảng 6-7 cm gì đó. Rất là tiện lợi nha các bạn. Chờ đợi mình xíu, mình sẽ bỏ bé khác vô cho bạn xem. Đây, mình đã chờ đợi và mình sẽ lấy một bé khác bỏ vô thử cho các bạn xem nhé. Chúng ta cùng làm quen với hai bé phép teo đi nha. Đây, cái lòng phép teo nó sẽ khác với dòng Leopard Gecko nha các bạn, là thằng lằn da báo. Đây, chúng ta sẽ thử thiết kế hồ cho nó rất là đẹp nha các bạn. Mình sẽ bỏ thêm một chén nước nhỏ nhỏ vô, hay đựng nước hoặc canxi, nhìn vô cùng tự nhiên. Nó còn tắt đèn rất là dễ nha các bạn. Đấy, có hàng cho mấy bé vô luôn. Có chén nước. Đây, rất là tiện phải không? Nếu hồ này mình để nuôi rắn thì sao nhỉ? Các bạn đợi mình xíu nhé. Đây, chúng ta lại tiếp tục có thử một bé khác nha. Đây là chú rắn ngô nha các bạn. Đây, size này là size 1 tuổi rồi nha các bạn. Thấy không? Chúng ta có thể nuôi rắn rất là tuyệt vời. Với cửa kính lùa, có hang, có lỗ. Lỗ này thì rắn không thể chui ra được. Này rất là bền nha các bạn. Có chén nước nhỏ nhỏ thiết kế thì kèm theo cho bé cũng được. Đấy, cửa kính lùa vô cùng tiện lợi. Gắn không? Chúng ta bỏ vô. Đấy, rất là hấp dẫn khi chúng ta nuôi bằng cái hồ này. Các bạn sẽ thấy chú gắn nắp ở trong rất là đẹp nha các bạn. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến rắn, rất là dễ dọn vệ sinh nữa, cứ lùa qua lùa lại tháo kiến ra được luôn. Rất là đẹp nha các bạn. Đã nuôi được rắn thì tại sao mình không nuôi chăn nhỉ? Các bạn đợi mình xíu nhé, mình sẽ đổi chăn bỏ vô thử. Chúng ta cùng ngắm bé rắn ngô này đi nào. Đấy, rất là hay các bạn. Có đèn lắp sẵn luôn. Vâng, và tiếp theo là một bé bét nữa cũng có thể nuôi trong cái hộp này luôn, đó chỉ là chăn nha các bạn. Đây, đây là một chăn bạc cỡ xe chung,
xe baby hoặc là xe chung là đều nó ok, nó vừa với cái hồ này, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đấy. Chúng ta tha hồ có thể ngắm được bét mà không quá tốn vị trí. Với kích thước của cái hồ chỉ có 40, 30, 20. Đây. Đầy đủ tiện nghi cho bé. Có đèn đồ rất là đẹp. Các bạn thể thấy. Đây. Đang để hoàn toàn để một cái chén nước to dài cho bé này cũng được. Có ok không các bạn? Bạn nào thích mẫu hồ này thì nhớ liên hệ với UV Shop nha các bạn. Có đủ các phụ kiện đồ cho các bé vào sát luôn. Đây. Vô cùng hay. Khi mà người ta đã thiết kế sẵn cho bạn, bạn chỉ bưng về và xài thôi. Em có thể nuôi được thêm gì nữa nè. Ok các bạn đợi một xíu nhé. Vâng, và đây là đôi trai tài gái sắc đẹp nhất của shop đây. Đấy. Hai bé một cặp đôi, hai bé LG Lovatico. Rất là phù hợp nha các bạn. Nuôi vô cùng tiện. Hay để chén nước gì cũng được, thiết kế cho mấy bé xem cho đẹp. Đấy, các bạn thấy không, có hàng nó sẽ đi vô hàng liền. Rất là hay nha các bạn. Bóng đèn này cũng có thể thay luôn. Khi mà hư rồi thì chúng ta sẽ thay bóng đèn mới. Đây, chúng ta cùng xem các bé chui vô. Tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ bắt hai bé này ra. Nên là chúng ta quên kể đến gầm út nữa. Các bạn hoàn toàn thấy nuôi gầm út trong này luôn. Mặc dù là không có để đèn được nhiệt độ cao, chỉ là đèn thấp sáng thôi, mà các bạn buổi tối sẽ gắn thêm một cái đèn sưởi bên hông vô. Đây, một xíu. Đây và tiếp theo là một bé nữa và mút. Chúng ta sẽ nuôi mút trong cái hộp này. Ban ngày thì sưởi đèn, phơi nắng. Còn buổi tối sẽ trang trí trong này một góc cùng nhìn cũng đẹp lắm nha các bạn. Đây là mút 7x mà để cũng còn vừa. Hoặc chúng ta sẽ nuôi gầm út baby. Đấy. Các bạn có thể lắp thêm đèn bên hông này, sưởi vô, nó sẽ rất là giữ nhiệt cho các bé. Nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đấy. Này gắn mắt ha. Vô cùng là tiện lợi nha các bạn. Thế bây giờ là mình đã điểm qua là chúng ta thể dùng cái hộp này, hộp gỗ mặt kính, kích thước 40, ngang 40 nè, sâu vô 30 và cao 20 để nuôi tất cả các loại bét. Đó là mình đã không thử với hamster, với nhím, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể làm được, dọn vệ sinh hơi cực thôi. Thế để nó nuôi bò sát như rùa nè, rắn, chăn, gầm út. Hoặc là các bé nhỏ nhỏ như kỳ đà hoa thái, kỳ đà vân cũng được. Chúng rất là tiện nha các bạn. Ngoài các bạn cũng có thể nuôi bọ cạp hay là chăn bôn gì đó. Nói chung là các loại bé nhỏ phù hợp với hộp này đều có thể nuôi được nha. Và nó thích thì có thể liên hệ với UV Shop, hàng có sẵn tại shop. Đây. Nãy giờ mình quay các bé thì có một số bé là có bán, một số bé là để nuôi chân. Và nào thích thì cứ liên hệ với Facebook hoặc Zalo theo đường link bên dưới. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của UV Shop nha.
có rất nhiều các clip hay về các bé thú cưng. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Bye bye.